gì, nếu như mình mà là những người mà có học thức, có trình độ, là kiến trúc sư, là luật sư, là kiểm toán viên lọ kia các kiểu, mình thừa biết được cái kênh này nó khoảng được bao nhiêu tiền, người ta thừa biết rồi. Nhưng mà cái gì là lao vào đánh phá cá nhân, đi lệch hướng với con đường đấy, đang ra là không đánh phá cá nhân, không soi xét về khuyết tật cơ thể, rồi thế này thế trai tất cả. Nhưng đến bây giờ khi Lưu Ly lên tiếng thì tất cả đã bộc lộ. Các bạn biết rằng hôm nay phải đăng bài viết về Lưu Ly úp cho là lão chăn bò, là cái lịch lấy lịch kia, thế rồi tự phong cho Lào là đội trưởng đội cờ đỏ, Lào là thằng này là cờ đỏ, thằng kia không là cờ đỏ. Đấy, Đạt Tấn Bùi, thằng Lưu Ly mày không phải người Việt Nam, thằng điên hủy kênh mày đây, cứ việc hủy có sao đâu, cứ việc hủy. Đó, đây các bạn thấy đó, đây là gì, có nghĩa là gì, cũng bắt đầu văng tục chửi ở ngay trong trang của người ta. Còn đối với tôi nói thật với các bạn, chia sẻ các bạn này, có một số vào bảo anh ơi em vừa còm một cái nó bị chặn rồi, thì tôi chia sẻ tôi này còn chưa còm chưa kiếp gì này, chỉ là vào hóng thôi, nhưng họ biết lick của tôi là họ đã đẩy tôi ra khỏi rồi, rất may là tôi có vài lick cơ, nay tôi có vài lick cơ, không đẩy được, không biết lick nào nữa, nên là họ viết cái gì tôi biết hết. Ở đây tôi viết, tôi nói là tôi làm những clip này tôi không bênh Thủy Tiên, nhưng mà ok mày soi Thủy Tiên được không, tao soi mày. Mày soi Thủy Tiên tao soi mày. Ở đấy, trong cái bài viết của thằng luật sư nó có cái đoạn viết chính quyền làm vì lợi lộc đó, vào tất cả các fan của cái bọn gọi lúa gọi đều nói một câu rằng cái từ đấy thì nó nhạy cảm lắm, nhưng nó nhạy cảm không nên dùng, nhưng mà đấy là do anh nâng cao quan điểm. Bà mẹ làm gì có từ nào nâng cao quan điểm, bài viết phân tích có cái nào là nâng cao quan điểm. Mày bảo là ở nhà nước Việt Nam tiến thoái lưỡng nan, khi mà giúp đỡ không giúp đỡ thì sợ bọn tiên con nó đưa lên đoạn đầu đài, còn giúp đỡ thì lợi lộc Thủy Tiên ăn hết. Nhưng vô dịu dư luận thì chính quyền phải chịu, nếu không lẽ là phải cho lợi lộc, không lẽ là phải vì bọn fan của Thủy Tiên người ta chửi bới thì chính quyền mới phải nhảy cuộc vào làm, chứ nếu bình thường là không làm. Mày vu vạ cho chính quyền như thế mày cãi cái gì nữa. Các bạn đừng nói là một chuyện gì mình không thích, mình không quan tâm là tốt nhất, đừng có nói như vậy. Các bạn thích anti fan Thủy Tiên, các bạn sang bên đó, các bạn còn khí thế, các bạn nai khí thế, các bạn không thèm biết gọi là nội dung của bài viết nó như thế nào. Các bạn cứ còn chửi không à, đến khi bị người khác đập vào cái mặt của các bạn là một lũ gọi là mất dạy, lưu manh giả danh tri thức, thì các bạn khuyên người ta thôi đừng nói nữa, thôi đừng nói nữa, mình quan tâm chuyện khác đi. Nhưng mà tí nữa xong lại sang bên trong đấy làm những cái việc bỉ ổi xấu xa, đăng bài xuyên tạc về người khác, sau đó xóa bài. Có đúng không? Bạn không vào trong cái trang Thủy Tiên, cũng không vào anti-fan, bạn không quan tâm bên đời đó, thì bạn cũng phải hiểu khi vào cái live stream của tôi là một người bán hàng, tôi có gì tôi bán đó. Chứ tôi không thể nào bạn thích cái gì thì tôi phải bán cái đó. Không nóng, nhưng mà phải đấu với bọn này. Đấu nó có tác dụng rồi chứ. Nếu như mà nó không sợ, nó không cảm thấy nhột, nó không cảm thấy lóng mắt, nó không cảm thấy sợ hãi, làm sao nó phải đi xuyên tạc mình. Có đúng không ạ? Một khi đã phải gọi là xuyên tạc một người khác, tức là gì, mình đã đuối lý rồi, mình sợ rồi. Sợ hàng ngày chúng ta phải đấu tranh là gì? Một cái câu nói mà bọn nó luôn luôn kêu lên, thấy sai mà không lên tiếng là hèn. Ok thì bây giờ tao thấy chúng mày sai đây, tao sẽ lên tiếng. Ô rảnh mà, tao có rảnh mà, tao vừa đi nước ngoài về, tao đã đi làm gì đâu mà không rảnh. Nói chuyện xàm.
quan điểm mỗi người cá nhân, mỗi người khác, làm sao mình phải tôn trọng? Quan điểm cá nhân có thể khác, nhưng mà anh không thể làm việc sai trái được. Hôm nay một cái thằng admin tung chương ấy vừa viết lên một cái bài viết, nào là làm từ thiện phải theo gì chuẩn mực của pháp luật, phải thế này phải thế kia, ok tí nữa tao sẽ viết bài tao phản biện lại phải đi. Thủy Tiên mà nó vấp phải pháp luật thì pháp luật đã sờ gáy nó lâu rồi, không cần chúng mày phải lên tiếng. Nó có bao giờ nó có cái clip đó đâu, toàn đăng bài không à, có thằng nào lên trai lên livestream ngồi nói như này đâu. Các bạn có biết là đó, thường thường khi mà tôi làm một cái chủ đề gì, livestream của tôi bao giờ cũng vậy. Bây giờ là ít, trước đây nó lên hàng nghìn người trên Facebook, vài nghìn người trên YouTube. Nhưng nói về cái vấn đề này thì chỉ được một vài trăm người xem thôi, cả hai bên. Lý do vì sao? Bởi vì lũ hậu trở thành gọi là lũ hậu con hết rồi. Nhưng mà khi vào đây đuối ní không làm thế nào được thì giả vờ theo kiểu trung dung. À thôi, chúng ta không nên quan tâm nữa. Thậm chí có những có lý luận nó rất buồn cười. Ơ thì cái trang của người ta có nói gì đến ông không mà ông chửi. Ơ thế con Thủy Tiên nó có nói gì chúng mày không mà chúng mày vẫn chửi thôi. Cái câu chuyện trên mạng xã hội ok, đã thích kiểu chơi mạng xã hội, đéo sợ gọi pháp luật sợ đến, ok tao sẽ chơi chúng mày đến cùng. Sai có pháp luật không, pháp luật trị không, không cần tới mày thì câm mẹ cái mõm lại cái bọn lũ hậu con này, khi mà chúng mày luôn liên tục mày đả phá Thủy Tiên. Đúng chưa? Đấy, các bạn thấy đấy, lý luận của họ nó chỉ có như vậy thôi đó. Một cái thằng admin giấu mặt bảo các lũ con là gì nè, ok hôm nay đến giờ này xem thời sự, ok giờ này hóng chuyện này, ok giờ kia hóng chuyện kia, mà một lũ ngồi cứ nhục nhã làm con người sao mà hèn đến thế, sao mà khổ đến thế, bị nhồi sọ đến thế, dám mà nghe lời bố mẹ như thế có phải là cái đất nước này nó thanh bình bao nhiêu không? Sợ chứ, trước tôi đăng bài gọi là tào lao thôi, cũng có hàng trăm like, nhưng mà bây giờ không ai dám like nữa. Bởi vì bọn nó vào nó soi xét nó, à thằng này tiên con, trích ra. Đấy, bọn lũ hậu nó toàn vậy không à. Chỉ cần phản ứng trái chiều, mặc dù không hề ủng hộ Thủy Tiên hay gì, nhưng chỉ cần trái quan điểm chúng nó là tiên con ngay. Rất đông và hung hãn. Rất đông và hung hãn. Không, không có gì khó nghĩ cả. Không có gì khó nghĩ cả các bạn. Chúng ta trong cái cuộc sống này, cái công cuộc đấu tranh với kẻ ác, công cuộc đấu tranh với kẻ lưu manh giả danh trí thức, nó rất là mệt mỏi. Nhưng chúng ta không dừng được, không để cho cái ác lấn át cái thật, cái phải. Ừ thì tao không, tao nói bừa, ok nói bừa. Hôm nay trang lũ hậu của chúng mày đấy, trang lũ hậu chấm vn chúng mày xóa đi mấy bài hả, xóa đi mấy bài. Đời tuổi nhai đăng ba bài xóa cả ba là sao, sợ điều gì vậy? Hôm nay xem thầy sự chưa, đến giờ xem thầy sự chưa, không mai admin nó mai admin nó lại chửi cho, nó lại gọi là tin con cho. Xem thời sự rồi vào báo cáo chương trình là em đã xem thời sự, chương trình hôm nay rất hay. Tôi nói với các bạn, dù là các bạn không ủng hộ tôi, dù chỉ còn một ít người ủng hộ tôi cũng sẽ vẫn có phải phang đến cùng. Phang cho chừa cái thói lấp liếm giả danh lươn nẹo đi. Hạ cái chữ yêu nước xuống, tao để yên. Tức là chúng mày chỉ anti-fan, đấy việc của chúng mày mới lại fan với lại nọ kia. Cho chúng mày chửi nhau thoải mái. Còn chúng mày đã đăng lên cái hình yêu nước bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản thì chúng mày phải làm cho đúng, cấm xuyên tạc.
Đến ngay cái bản thân của tao này, lên mạng suốt ngày này mà chúng mày còn xuyên tạc được. Nào, vẫn cái lý lẽ của cái bọn lũ hậu con này. Vẫn cái lý lẽ của bọn lũ hậu con này đó. Sao chúng mày đi đi viết bài người ta, viết đánh phá cá nhân, xuyên tạc cá nhân, rồi chúng mày xóa bài là sao? Hết tội chưa? Tao đang chờ câu xin lỗi từ chúng mày này. Còn khi chúng mày không xin lỗi tao thì đừng bao giờ đòi được cái được gọi là nhân danh, cái gọi là đòi lời xin lỗi cho bác trưởng thôn. Tôi chia sẻ cho các bạn nghe, đấy là gì? Đấy là tất cả những cái sự gọi là xấu xí. Nếu như tôi không lên tiếng, họ có lột cái mặt gọi là vừa bẩn thỉu, vừa côn đồ, vừa khốn nạn ra không? Đã bắt đầu kêu gọi nhau vào report nick của tôi rồi. Trong khi mồm cứ nho nhỏ đổ cho là Thủy Tiên, bên fan của Thủy Tiên nó report. Nhưng mà khi có bài viết về tôi, cái ngay lập tức kêu gọi mọi người ơi vào report nó đi. Vì bọc hộ tao cái. Cái việc nào nó ra việc đấy, Thủy Tiên sai chỗ nào chúng ta phản ứng cái chỗ đó. Nhưng mà nếu Thủy Tiên đã sửa chữa, Thủy Tiên đã chấp nhận ở đó là một cái sai, tìm cách sửa sai, ok, bỏ qua. Còn những việc nào làm người ta làm tốt, mình phải công nhận chứ. Đầu tiên chỉ là thái độ lồi lõm này, rồi là dung túng cho phản động này, xong bắt đầu lan man cho đến kê khai minh bạch này. Người ta kê khai xong rồi đó, cảm thấy không hài lòng, kiện. Đi đâu nhai nhải, bắt người ta phải kê khai lại. Ông lấy cái tư cách gì? Bố thế nào à? Đừng có bẩn bựa như vậy, mở miệng ra là chúng ta phải 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 minh bạch để làm sao cho những người sau làm từ thiện, không người cái này nó trở thành một nghề. Ba mẹ thằng Phan Anh đấy, bao nhiêu người chửi nó đấy, sao mọi người vẫn ủng hộ Thủy Tiên? Nhưng chửi mà người ta dừng lại, lòng tốt của con người, trái tim của con người, lý trí của con người, nó không dễ đâu. Mày có thể gọi là lèo lái dư luận, nhồi sọ được cái lũ học môn con của chúng mày 60-70 nghìn người gì đó, nhưng không thể nào nhồi sọ dìu dắt được cả một cái dân tộc này. Mà không thể thay đổi lại cả một cái nền văn hóa của đất nước này. Mày kêu gọi nhà nước cần phải có cái gì? Cần phải có đại khái như kiểu luật lễ, luật mẹ mày cho mày lên làm lãnh đạo đi, mày quy định như thế nào? Mày quy định nổi là người làm từ thiện phải thế này, phải thế kia không? Dạng như kiểu phải có luật về từ thiện ấy. Ba mẹ mày bão lũ miền Trung nó đến bất ngờ, khi có bão lũ rồi bắt đầu mới đi xin giấy phép để làm từ thiện. Bà mẹ mày ai người ta đi xin nữa, mà xin xong thì được cái giấy phép rồi thì bà con miền Trung đã qua cái khó khăn bố nó rồi, người ta cóc cần đến nữa mà không có giấy phép. Đến khi người ta kêu gọi anh chị em thường quân đóng góp cho người ta, người ta chi tiêu thế nào là tiền cá nhân của người ta, mày dựa vào cái gì mà bắt người ta phải minh bạch, bắt nhà nước phải làm như vậy? Cái trang đũ hậu này đấy, mày có thể nhồi sọ, mày có thể bắt các cái thành viên của mày làm như nào cũng được, mày làm sao bắt được nhà nước lại phải làm ra sao? Bắt họ phải làm mà không đưa ra được giải pháp, khác gì bọn phản động. Nó hàng ngày đó. Phải cái này, phải cái kia đấy. Nhưng hỏi thế mày, giờ mày làm thì mày làm thế nào? Thằng nào cũng bảo nó có cho tôi làm đâu mà tôi được làm, mà tôi làm kiểu vậy. Lại bảo trong đấy toàn phản động. Mẹ 8 triệu người theo dõi trang của nó. Không lẽ đây là 8 triệu phản động? Cái đất nước này loạn lâu rồi. Ê, kể cả từng Âu Dương Phong này vậy, sẽ không bao giờ qua đà. Bao giờ cái trang lũ hậu đấy phải dừng lại những cái việc làm bẩn thỉu thì tôi sẽ dừng. Tôi cũng rất mong các anh chị em thông cảm. Các bạn không thích nghe, kể cả 100 người xem, 200 người xem hoặc là 20 người xem, tôi vẫn cứ lỗi về họ.
Nói xong cái vụ này thì tôi sẽ chuyển sang cái việc khác. Tôi đâu thiếu đề tài đâu. Đấy, ví dụ đây là đại biểu Phạm Phú Quốc ấy, thuộc Phạm Phú Quốc là tao không biết cái vấn đề đó. Mày đi mà kiện nhà nước. Bồ Lao Hoàn Cắt, hình như tôi nghe nói hình như có một cái đại biểu là Việt Nam giờ có hai quốc tịch đã bị gọi là loại trừ ra khỏi đại biểu quốc hội rồi. Tôi không nhớ tên thôi. Anh đã phải thêm cái từ gọi là lũ hậu chấm vn mà. Lũ hậu môn chấm vn. Đấy là vào Facebook thì gặp tin con, vào đây thì gặp lưu ly, bọn nào cũng ngu như nhau. Ngu mà đi, tao có đi phải xuyên tạc ai không? Ngu tao nói bằng sự thật. Tao chấp nhận tao ngu đi, nhưng tao nói bằng sự thật. Tao không bao giờ phải xóa bất cứ một bài nào khi tao đã viết. Còn chúng mày khôn, chúng mày đi xuyên tạc người ta, xong nhục nhã quá xóa bài. Khôn như thế à? Hả? Vậy khôn hay ngu? Sao không đi, người ta bức xúc nó phủ nhận. Ok, nó phủ nhận nhưng sau này nó biết là nó sai rồi, nó cũng đã cảm ơn chính quyền, cảm ơn các lực lượng thế này, các lực lượng thế kia rồi. Đòi hỏi gì nữa? Mày đòi tranh cái gì nữa? Mà tao nói cho chúng mày nghe này, tất cả những cái gọi là lực lượng chính quyền rồi lực lượng quân đội công an, người ta làm thứ nhất là vì nhiệm vụ, thứ hai là vì lý tưởng thiêng liêng cao cả, người ta không cần cái lời cảm ơn suông của chúng mày. Chúng mày đã lên tiếng cảm ơn được chưa? Đã làm việc cái thực tế được chưa? Đã làm sao cái lời cảm ơn của chúng mày đã đến tai được họ chưa? Đã làm cho họ ấm lòng được chưa? Mà đòi Thủy Tiên phải cảm ơn. Chúng mày cùng lắm là đăng lên Facebook là cảm ơn các chú quân đội, cảm ơn các anh công an. Họ có nghe thấy không? Họ có đọc thấy không? Họ có cảm thấy ấm lòng không? Mà chúng mày phải đi đòi Thủy Tiên là phải cảm ơn thế này, phải cảm ơn thế kia. Thấp bé gọi là thấp cổ bé họng, nói không thì đến nơi. Bắt đầu ra vẻ ta đây sai khiến. Chúng mày chả có quyền gì soi. Nếu như chúng mày có quyền soi, chúng mày có quyền nọ kia đấy, thì chúng mày đã kiện nó ra tòa rồi. Bởi vì chúng mày không có quyền gì, chúng mày không nói được, thì chúng mày quay ra chúng mày bôi nhọ. Ok. Quyền ở đây là quyền về tư cách pháp nhân. Mày soi tất cả các điều luật theo quyền thì người ta được làm tất cả. Còn chúng mày có quyền soi mói đấy, thì chúng mày sẽ không soi mói trên mạng xã hội đâu. Chúng mày sẽ kiện cáo lên tòa án kìa, tống nó vào tù kìa. Có đúng chưa? Tôi chia sẻ điều đó với các bạn có đúng không? Tôi tin rằng nếu như bọn này mà nó lõ biết chứ, nó biết là nó đéo có cái quyền gì, cho nên nó chỉ ngồi ở ngoài nó sủa ảnh thôi. Trên đời tôi chưa bao giờ bắt Thủy Tiên phải sao kê minh bạch. Các bạn thấy tôi làm live rất nhiều lần về Thủy Tiên đúng chưa? Nhưng chưa bao giờ tôi lên tiếng là Thủy Tiên sao kê minh bạch hay không. Tôi chỉ nói là Thủy Tiên dung túng cho phản động, Thủy Tiên kêu gọi đổ tội cho những người này người kia. Khi mình làm sai bị phản ứng, sau này Thủy Tiên không làm như thế nữa thì tôi dừng lại. Mày gọi câu lũ hậu này, người ta đã không gọi là thiếu sự tôn trọng người ta rồi. Người ta cần là cần nói với lại những mạnh thường quân của người ta kìa, những người mà đã đóng góp tiền vào kìa, người ta cảm thấy vui vẻ thì đó là quyền của người ta. Thế bây giờ chúng mày cho rằng là chúng mày có ý kiến trái chiều đi, đúng rồi, ok. Tao luôn ủng hộ lúc đầu, làm tốt, nhưng bây giờ quá đà. Thì tao phải phản ứng. Thế còn khi mà chúng mày làm thì không có ý kiến trái chiều thì sự việc sẽ đi đến đâu? Chúng mày chỉ bắt lạt được Phan Thủy Tiên thôi. Bởi vì bọn nó không có đủ trình độ lý luận. Cho nên chúng mày bôi móc chúng mày thế này thế kia. Để gặp tao đó này. Tao bêm chưa? Có đúng không tất cả mọi người? Đấy, tôi quan điểm của tôi là gì?
là ok, mày làm từ thiện là mày phải tin người ta rồi, người ta làm thế nào mình cảm thấy ok hài lòng. Còn nếu như cảm thấy bức xúc mà nó làm thế không tốt, nếu như bình thường thân thiện đóng góp một vài ý kiến còn nó không nghe, thôi từ lần sau không bao giờ có mày kêu gọi tao nữa, đúng không? Đấy, đấy là một vài cái mà tôi thấy, tôi cho các bạn thấy hôm nay là gì, đã bộc lộ cái sự gọi là thiếu văn minh, thiếu lịch sự, bản chất thực sự đã lòi ra. Tôi xin các bạn như này, hãy cho tôi một thời gian, hãy cho tôi một thời gian để tôi đập cái bọn này cho tan bét ra cái đã. Sau đó tôi sẽ quay trở lại phục vụ các bạn bằng những cái bài nói chuyện phân tích tình hình thế giới, mặc dù anh em mình chỉ là chém gió thôi. Nên rất là mong tất cả mọi người, những người nào mà thực sự tin vào cái suy nghĩ của tôi, chúng ta tiếp tục con đường này. Chúng ta phải lên tiếng, không lên tiếng là hèn. Tao đang chửi mà chả phải tục tĩu. Mà tao có chửi Thủy Tiên không? Đồ dốt nó vừa phải thôi. Tất nhiên nếu như mà tôi mà thực sự nói các bạn, tôi không có những các bạn đồng hành, tất nhiên tôi sẽ mất đi một chút cảm hứng. Khi tôi viết bài mà không có ai tương tác, không có ai like, cũng buồn lắm chứ, cũng ức chế lắm chứ. Bởi vì sao? Bởi vì biết các bạn không ủng hộ mình, hoặc các bạn đang run sợ điều gì đó. Thế nhưng mà tôi biết vẫn cứ phải tiếp tục. Nếu như những bạn nào có đủ trình độ, có đủ lý trí, các bạn sẽ hiểu được những việc tôi làm. Phải bảo vệ những cái việc làm chân chính, phải tôn vinh những cái việc làm cao đẹp, việc diệt trừ những việc làm xấu, dù người đó bất cứ là ai. Con người có đúng có sai, sai chúng ta đấu tranh, đúng chúng ta tôn vinh. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye bye tất cả mọi người.